Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời sẽ mang đến cho các bạn thông tin về cuộc đời, tình yêu, gia đình, công danh, sự nghiệp, tiền tài, vận mệnh trong tương lai. Để từ đó giúp bạn nắm bắt được những cơ hội lớn trong cuộc đời của mình để chúng ta có thể phát triển bản thân và đồng thời biết trước được những vấn đề vận hạn để chúng ta phòng ngừa và khắc phục những khó khăn. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 nam mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Gia chủ Kỷ Mão sinh năm 1999 nam mạng có cung mệnh thuộc cung Đoài, trực bế, mạng thành đầu thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rồng, Phật bà quan âm độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Kỷ Mão qua bài thơ sau. Số này tuổi nhỏ có tiền nhưng không giữ được bay liền theo tay. Mùa xuân lỗi xấu đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngang dòng dòng. Gặp hồi cực khổ gian nan, vợ chồng khắc bạc muôn ngàn thảm thương. Anh em cha mẹ hai dòng, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba. Thấy ai năn nỉ xót xa, bạc tiền ủ sẵn móc ra đưa liền. Ăn rồi phản phúc tự nhiên, ơn đâu chẳng thấy oan liền theo tay. Chờ cho vận cuối phát tài, cây già kết trái bằng hai những ngày. Tổng quan, Kỷ Mão nam mạng trải qua nhiều sóng gió từ năm 21 tuổi đến năm 28 tuổi. Từ năm 30 tuổi trở đi, sự nghiệp vẹn toàn, mọi chuyện yên ổn, có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 83 tuổi. Nếu sống hiền lành, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện công danh của nam mạng Kỷ Mão được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ của hạnh phúc. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải thay đổi 2 lần mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nam mạng Kỷ Mão được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là những người may mắn. Họ không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo không được êm ấm, yên vui, phải tự mình gây dựng tất cả mọi thứ chứ không nhờ cậy được người thân và gia đình. Từ năm 30 tuổi trở đi, gia đình mới được hòa thuận, vui vẻ. Công danh phải trải qua nhiều thăng trầm, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp, nhưng nếu không biết nắm bắt sẽ khó có thể gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Để vận trình gia đạo công danh tài vận được vẹn tròn như ý, nam chủ sinh năm 1999 nên thỉnh vòng tay tam hợp, hợi, mão, mùi để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não màu đỏ, có khắc hình 3 linh vật, hợi, mão, mùi, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, tiền tài cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ gia đình, gia đạo, từ đó yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, hợi, mão, mùi cũng cần phải được hướng dẫn, khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi để có thể phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tiền tài được vững vàng từ năm 29 tuổi trở đi và nếu kiên trì và minh mẫn, tinh tường thì tiền bạc sẽ được dư giả. Tuổi hợp làm ăn, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân là 3 tuổi hợp với nam mạng Kỷ Mão về đường tài lộc và nếu cộng tác với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tránh được rủi ro, thua lỗ, phát tài phát lộc, thu về nhiều những lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng chung sống hạnh phúc viên mãn và tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, con cái đều hề, không phải lo nghĩ về bất kỳ một chuyện gì thì nam mạng Kỷ Mão nên lựa chọn kết duyên với những người hợp tuổi với mình về đường tình duyên lẫn tài lộc như Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần. Vợ chồng vẫn tình cảm mặn nồng nhưng tiền tài chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu, không vươn tới được sự cao sang quyền quý khi bạn thành lập gia thất với các tuổi Canh Thìn và Bính Tuất. Kết hôn với các tuổi Quý Mùi, Đinh Sửu và Tân Mùi, cuộc sống của Kỷ Mão sẽ gặp đôi chút khó khăn, rắc rối. Nguyên nhân là vì 3 tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên, đó là 19, 21, 27, 31, 33, 39 và 43 tuổi thì bạn không nên tính chuyện hôn nhân. Nam mạng Kỷ Mão sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch thường có số đào hoa, đa thê, gặp nhiều khó khăn trắc trở trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ.
Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu là những tuổi xung khắc với nam mạng Kỷ Mão, bạn không nên cộng tác, làm ăn. Hay nên duyên vợ chồng với các tuổi này? Nếu chốt lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không được tổ chức cưới xin linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, nam mạng Kỷ Mão có đại hạn vào các năm 26, 28, 31, 33, 38 và 45 tuổi. Bạn phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro, đau ốm bệnh tật hay tai ách xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận vào những năm này không được hanh thông suôn sẻ. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích mâu thuẫn. Những ý tưởng mới, những dự định lớn bạn nên đợi những năm này qua đi, rồi hẵng thực hiện sẽ thu về được nhiều những kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem theo bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật, thân chủ mang theo sẽ như có Phật che chở độ mạng, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được khai quang, bao sái, tẩy uế, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu cần xuất hành đi xa hay phải thực hiện những công việc lớn quan trọng thì nam mạng Kỷ Mão nên lựa chọn khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ là thích hợp. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, mang lại nhiều thành quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 28 tuổi đến năm 30 tuổi, bạn phải hết sức thận trọng vào năm 28 tuổi, nhất là tháng 8 và tháng 9, coi chừng kẻo thua lỗ trong công việc hay ốm đau, bệnh hoạn. Năm 29 tuổi và 30 tuổi, giành được nhiều thắng lợi trong công việc, sự nghiệp, tiền tài và cuộc sống, nhiều niềm vui và có nhiều cơ hội đến với bạn trong 2 năm này. Từ năm 31 tuổi đến năm 33 tuổi, năm 31 tuổi sẽ gặp chút khó khăn trong cuộc sống, gia đình có nhiều rối ren nhưng sự nghiệp sẽ có tiến triển đôi chút, nên thận trọng hơn vào tháng 9. Vận may sẽ song hành với bạn vào năm 32 tuổi và 33 tuổi, nên nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ sẽ gây dựng được cuộc sống vinh hoa, phú quý. Từ năm 34 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 34 tuổi được lộc lớn về tiền tài, nhưng gia đình có nhiều phiền muộn, cẩn thận con cái đau ốm bệnh tật. Năm 35 tuổi và 36 tuổi có nhiều cơ hội để gây dựng sự nghiệp, công việc được hanh thông suôn sẻ. Năm 37 tuổi và 38 tuổi có phần hơi xấu, công việc gặp nhiều khó khăn, gia đình có chuyện bất hòa, tiền tài hao hụt, phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Sang năm 39 và 40 tuổi mọi chuyện được tạm ổn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi chuyện làm ăn có nhiều tiến triển, năm 42 tuổi tài vận dồi dào, 43 tuổi và 44 tuổi chuyện làm ăn được tốt, tiền tài ngày càng nhiều, đến 45 tuổi thành thơi tận hưởng cuộc sống thành quả mà mình gây dựng được. Đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Thưa quý vị, việc nắm bắt được tử vi chọn đời sẽ giúp quý vị tránh được những vận hạn và tận dụng được những giai đoạn tốt của vận trình để chúng ta có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất, toàn diện nhất. Những chia sẻ trên đây thì đôi khi chỉ mang tính chất chuyên nghiệp, vì vậy mà mong rằng quý vị gia chủ hãy đón xem một cách hoan hỉ và chúng ta sẽ có được sự phòng bị, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị mạnh khỏe, may mắn, tài lộc.